những ngôi sao nên dừng việc phẫu thuật thẩm mỹ. Bên cạnh sự thay đổi tích cực của một số sao Việt trước và sau phẫu thuật thẩm mỹ, không ít những ca dao kéo thất bại khiến người hâm mộ không khỏi bàng hoàng trước sự xuống cấp nhan sắc của những sao này. Hồ Quỳnh Hương, chắc hẳn ai cũng phải ngán ngẩm trước sự dao kéo quá đà của Hồ Quỳnh Hương. Mỗi lần xuất hiện, cô lại khiến người hâm mộ ngạc nhiên và không nhận ra bởi những đường nét lạ lẫm trên gương mặt. Sở hữu gương mặt hơi thô thừa mới vào nghề, Hồ Quỳnh Hương cũng từng được đánh giá có vẻ ngoài không nổi bật. Điều này khiến cô cấp tốc đi trùng tu lại nhan sắc. Tuy nhiên những cuộc đại phẫu này lại đem lại kết quả không như ý. Gương mặt của giọng ca hoang mang, ngày càng biến dạng, với chiếc cằm dài nhọn hoắt bất thường, chiếc mũi nhỏ xíu lơ lửng giữa mặt, cùng biểu cảm cứng đơ như tượng sáp. Và giờ đây ít người còn nhận ra những nét quen thuộc của cô. Hồ Quỳnh Hương là một trong những sao phẫu thuật thẩm mỹ thảm họa nhất của showbiz. Diệp Lâm Anh, trong các trường hợp phẫu thuật thẩm mỹ của sao Việt thì có lẽ đáng tiếc nhất là Diệp Lâm Anh. Cô nàng MC nổi tiếng của show Sasuke từng khiến người hâm mộ phải khen ngợi bởi vẻ đẹp tự nhiên trẻ trung của mình. Diệp Lâm Anh vốn có khuôn mặt xinh đẹp với các đường nét hài hòa. Khuôn cằm của cô thon nhưng vẫn có độ sắc cạnh, tạo cảm giác kiêu sa và sang trọng. Bởi vậy khi thấy vẻ ngoài khác lạ của cô ở một sự kiện gần đây, không ít người không khỏi tiếc nuối. Gương mặt cô trở nên sưng phồng và cứng đơ kém biểu cảm. Nhiều người cho rằng cô đã tiêm Botox để có làn da căng mịn hơn. Tuy nhiên rõ ràng so với vẻ đẹp quyến rũ tự nhiên trước đây, Diệp Lâm Anh có vẻ đã dao kéo không thành công. Yến Nhi, cô ca sĩ một thời của nhóm Mây Trắng là một trong những ca thay đổi tiêu cực của sao Việt trước và sau thẩm mỹ. Nếu như ngày xưa cô sở hữu vẻ trẻ trung nhí nhảnh tự nhiên, thì bây giờ Yến Nhi lại khiến người hâm mộ thất vọng vì sự xuống sắc của mình. Gương mặt cô trở nên cứng đờ, biểu cảm thiếu tự nhiên cùng chiếc cằm dài nhọn bất thường. Cô liên tục xuất hiện với vẻ ngoài kém sắc và đơ như tượng sáp. Có thể thấy dù là những ngôi sao nổi tiếng xinh đẹp nhưng dường như phẫu thuật thẩm mỹ vẫn là một phần không thể thiếu của sao Việt. Tuy nhiên nếu quá lạm dụng dao kéo, họ sẽ tự biến mình thành những búp bê tượng sáp xấu xí trong mắt người hâm mộ.